Kính thưa quý vị và các bạn, cách đây 76 năm, ngày 23 tháng 9, 1945, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, xứ ủy, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ đã kịp thời phát động quân và dân Nam Bộ mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nam Bộ trở thành tiền tuyến của cả nước, thể hiện khí phách anh hùng, ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược, tạo điều kiện cho Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. Phát huy truyền thống yêu nước, khí thế hào hùng của cách mạng tháng 8 lịch sử và hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắp các địa phương Bắc, Trung, Nam sục sôi hướng về Nam Bộ, cương quyết giành độc lập, ủng hộ cuộc kháng chiến anh dũng của đồng bào Nam Bộ, phát động quỹ ủng hộ Nam Bộ, thanh niên nô nức tòng quân vào Nam chiến đấu. Bằng những việc làm thiết thực, chi viện tối đa sức người, sức của cho Nam Bộ, các đoàn quân Nam tiến được thành lập và hối hả lên tàu vào Nam. Quỹ Nam Bộ kháng chiến ra đời, nhân dân quyên góp tiền bạc, quần áo, gạo, thuốc men và động viên cổ vũ đồng bào Nam Bộ kháng chiến. Tinh thần Nam Bộ kháng chiến đã ngăn chặn một bước sự xâm lược của thực dân Pháp, đánh đòn đầu tiên vào âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của chúng, làm tiêu hao một bộ phận sinh lực địch, hoàn thành tốt nhiệm vụ kiềm giữ quân địch trong thành phố và các thị xã trong một thời gian dài, góp phần to lớn vào công cuộc đấu tranh giữ vững chính quyền nhân dân, chủ quyền dân tộc. Để tôn vinh những chiến công vang dội của quân dân miền Nam, tháng 2, 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng đồng bào chiến sĩ miền Nam danh hiệu Thành Đồng Tổ Quốc. Quân và dân Nam Bộ xứng đáng với hình tượng ấy, với hai cuộc kháng chiến vĩ đại suốt 30 năm chiến đấu cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối, danh hiệu Thành Đồng Tổ Quốc lại được vang lên trong niềm vui đại thắng của một dân tộc ngoan cường. Đây cũng là một biểu tượng kiên cường của Tổ quốc, một hình ảnh bất tử cho cuộc chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc. 76 năm trôi qua, nhưng hào khí của ngài Nam Bộ kháng chiến vẫn sáng ngời trên những trang sử hào hùng của dân tộc và trở thành những tượng đài bất tử trong trái tim của mọi con người. Hướng tới chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày Nam Bộ kháng chiến 23 tháng 9 1945, 23 tháng 9 2021, trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển hồi ký với tựa đề Cửu Long Cuộc Sống của nhà văn Nguyễn Văn Bổng do nhà xuất bản Công an Nhân dân phát hành. Quyển sách Cửu Long Cuộc Sống nói lên tinh thần chiến đấu vô cùng quyết liệt của quân dân miền Nam, từ những người dân bình dị nhất, đó là những em thiếu nhi hồn nhiên, những chị phụ nữ đôn hậu, những anh thanh niên sôi nổi, những ông cụ, bà cụ thầm lặng, cho đến những chiến sĩ quả cảm bất khuất như anh bộ đội giải phóng, những đảng viên kiên định, vững vàng, vân vân. Tất cả người dân, triệu người như một, đoàn kết đứng lên, sẵn sàng hy sinh xương máu của mình cho độc lập tự do của Tổ quốc. Với những sự kiện sống của ngọn lửa Mỏ Cày hay Măng Tầm Dông, hoặc những trận đánh như trận Thành Phú, trận Ấp Bắc, vân vân, nhà văn Nguyễn Văn Bổng đã làm toát lên hình ảnh những chị phụ nữ, những em thiếu nhi Bến Tre anh dũng mà kiên cường, tạo cho chúng ta một lòng tin không gì lay chuyển được đối với nhân dân Thành Đồng và đối với quần chúng cách mạng. Từ xóm bãi, bờ tre, vùng đồng bằng sông Cửu Long cho đến đơn vị anh hùng như Ghi Rông đã tạo nên những điển hình con người tiên tiến trong cuộc chiến đấu chống đế quốc và tay sai. Tất cả con người và sự kiện đó được tác giả Nguyễn Văn Bổng khắc họa rõ nét, khí thế cách mạng hào hùng đang lên với tinh thần và ý chí quật cường, anh dũng của quân và dân Cửu Long nói riêng và toàn miền Nam nói chung. Lòng yêu nước ấy đã góp phần tô thắm thêm chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, là động lực tinh thần to lớn để cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta bước vào một giai đoạn cách mạng mới,
vừa oanh liệt nhưng cũng rất đỗi hào hùng trong lịch sử dân tộc. Sách dày 303 trang, cổ 13x19cm, do nhà xuất bản Công an Nhân dân phát hành, hướng tới chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày Nam Bộ kháng chiến 23 tháng 9 1945, 23 tháng 9 2021. Trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển hồi ký Cửu Long Cuộc Sống. Mùa thu rồi ngày 23, ta đi theo cây cành xanh hàng vĩ biên, dân tộc trời nơi hoan hô, dân quân nam nhịp chân tiên gia trăm tiền.